Hello tất cả mọi người, bọn mình sẽ tiếp tục với hành trình quay vlog cho mọi người xem nhé. Thì đây mọi người ơi, thì bọn mình từ chung cư đi ra nhé mọi người. Đây anh em. Hello. Nhìn cái mặt ai cũng thấy tươi tươi chơi nhờ. Nên bọn mình sẽ quyết định đi xuống thang máy đây anh em ơi. Nhắn tầng 1 rồi anh em ơi, mọi người cùng chờ kết quả nhé. Bọn mình sẽ đi đến đâu bọn mình sẽ quay đến đó cùng tất cả mọi người xem nhé. Trời ơi, con ông bả kìa, trời mặc đồ đồ cái thứ á, nhìn mặt kìa. Sáng sớm nhìn mặt bơ thế nhờ. Thì ai bơ thì bơ, chứ mặt tôi vẫn còn tỉnh nha anh em, nhìn nè anh em. Ê, đi kiếm xe đi các anh em à, chuẩn bị bọn mình sẽ bắt xe để đi đi Sapa nhá. Bye bye. Thì bọn mình đã chuẩn bị lên đường rồi anh em à, cảnh đẹp ghê á. Thì anh em nào đã đi Sapa rồi mọi người biết đấy, thì đi mình đi xe khách nha mọi người. Xe này xe có giường nằm luôn nè. Hello vé tê. Ok, hello các bạn nha, thì mình lại là vé tê bên Sinh Trai đây. Thì hôm nay mình đang đi du lịch ở Sapa anh em nha. Thì trên cái chặng đường đi nãy giờ thì mình chưa quay được cái gì cho anh em, nên là mình sẽ ăn cướp cái cảnh này trong cái vlog của Phước Lộc luôn nha. Ai đù đây là chạy xe nó bị nghiêng á anh em à, nhìn hài bả nhưng mà muốn té thật sự mới úp cái đầu một cái tường mất. Quay con với cái lên đáp ép mình sẽ nghịch nha anh em, để mình kéo cái chân ra nè, cái màn này đâu mất tiêu rồi ta, cái cam mình chỉ đây đây đây, đây. Cái chân quay đây, cái chân của quay con anh em à. Ủa rồi ôi lên đáp ép nằm bên kia đấy, quay con đây u là trời, nhìn cái mặt nó kìa, nhìn cái mặt nó đen hùi lùi luôn anh em à, cái cam mình nó xấu vai, nhìn cái mặt nó như đơ đơ buồn ngủ thế nhờ. Sẽ tự nhiên lại cho các bạn xem. Không rung thì làm sao, cái xe nó cũng chết. Mấy cái này toàn cảnh thôi anh em à. Nên là editor cho em xin một tí nhạc nhá. Hồng bé ơi. Thì cuối cùng tất cả bọn mình đã đến nơi rồi mọi người à. Thì đây là cảnh ở Sapa nhá. Bọn mình sẽ bắt xe cabin để đi vào trong quảng trường nhé anh em. Thì đây anh em à, mình đang người dân ở đây nữa nè mọi người. Người dân này người dân tộc nhé mọi người. Đấy, ở đây toàn người luôn, như người ta nhìn nhìn vào ngại quá anh em à. Đây có VT và em trai của bé Quỳnh đi phép nhé mọi người. Đấy. Đẹp trai không anh em? Thấy đẹp trai không? Đấy bây giờ mình sẽ bắt xe được cái xe cabin rồi anh em ơi. Chạy thôi. Let's go. Hai ông bà này đi qua đường kìa, không nhìn gì hết. Đấy, ngay giờ. Rồi đây nguy hiểm quá, anh sợ. Đấy, hay chưa, hay bảo chưa. Đấy, em trai với Quỳnh FF đấy mọi người, đẹp trai chưa. Nhưng mà có yêu rồi nha. Ở đây ok nhá mọi người. Đó, nhìn tuổi trẻ tay cao có yêu luôn. Thì mọi người bây giờ mình sẽ quay cảnh cho mọi người xem nhá, để mọi người có biết là cái cảnh ở Sapa nó sẽ như thế nào. Một đây là chỉ một phần nhỏ thôi nhá, còn rất là nhiều cảnh đẹp nữa cơ. Nhưng mà mọi người chờ đi nhá, mình sẽ quay tiếp ở những cái đoạn sau nữa. Mọi người xem ở đây trước nhá. Ôi trời ơi, xe kia đủ bên đây em ơi, chạy thôi. Trời ơi trời, nãy giờ không chạy xe điện nhưng mà chạy lâu rồi anh em, mà chạy hoài chưa tới luôn. Ôi trời ơi, con chó kìa anh em ơi. Hello, it's me. Bù te ghê chưa, ẩu thịt đấy. Thì đây là chính là bé Quỳnh em bé của mọi người đây. Ôi trời ơi, đang quay video nó kìa mọi người. Hello hello, hi hi, hello hello hello. Nói chung là hơi sàm sàm xíu thôi, nhưng mà mọi người xem nhớ đăng ký kênh, nhớ like cho tôi đấy nha. Hay quả dép cu te mà anh em, đây tôi show dép cho anh em xem nhá. Đấy, quả dép con ếch siêu cu te luôn. Đấy, chỉ có độc nhất của bé Quỳnh em bé và Phước Lộc thôi nha. Ok chưa anh em, cu te chưa. Nè, bật quả nhạc cu te lên nào, chiêu. Xịn liền, xịn liền. Ở đây có rất nhiều nhà hàng lắm mọi người, mình không biết ăn nhà hàng nào luôn á. Nhưng mà mình đi chơi một tí nhá, rồi mình sẽ quay lại ăn nhà hàng nhá mọi người. Ôi dồi ôi, nhiều đồ ăn ngon phết nhở, ngon ghê. Ở trên là có quan con và Khánh Linh FF, và ở trên nữa là VT và em trai bé Quỳnh FF. Một mình đi chỉ có 6 người thôi nhá. Tên 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 thì bọn mình cũng đã tới nơi rồi mọi người. Đây là quảng trường nhá mọi người. Ôi dồi ôi, không biết ở đây là ở đâu luôn. Nhưng mà mọi người ơi, mình giống bị lạc có mọi người, đi có một mình à. Bé Quỳnh ơi, bé Quỳnh đâu rồi? Không biết nữa. Chết rồi, đi bị lạc rồi anh em ơi. Đùa ấy, bé Quỳnh chạy lơm tôi liền nghe. Ghê chưa, khoái liền chứ vậy.
Bây giờ mình cùng với bé Quỳnh sẽ chuẩn bị đi xuống dưới để chơi một cái vài cái trò chơi nha anh em. Ví dụ hàng quan con nó không biết lạnh là gì anh em, mà lên đây mà mặc cái quần này anh em. Cảnh ở quán trường đẹp không mọi người à? Đây, khá là nhiều người luôn. Ở đây có một người dân tộc này, tất cả mọi người đi chơi xe điện mọi người. Để bọn mình xuống dưới test xe điện cho mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn mây cái thứ này nhìn chiêu không? Ai bật tí nhạt lên cho chiêu chiêu tí nào. Đây chắc mấy nhóc này không biết chơi hi fi đâu anh em. Anh quay cho tôi là VST anh em. Bạn này chuyên gia bùm kèo. Anh em xem kênh YouTube nó thì nhớ dislike cho tôi nhé. Anh em nhớ qua kênh YouTube VST dislike nha. Sẽ review quán trường cho anh em xem nhé. Anh xem cái sân rất là rộng nha. Rồi nhá. Đây nó còn đạo lý chưa? Ok. Trời ơi là trời tấu hay thật sự ấy. Bà kiếm người chiều anh không sợ. Chỉ sợ một lúc ba đứa mà có một lần nữa anh quên. Quái cà liền. Ôi, người ta đi có đâu có cặp anh em mình không có cặp. Ôi dồi ôi, mấy này mà đi bộ chắc chết mất, đi bộ đi xuống đó nha. Chứ đi lên thì hơi mì mệt đấy anh em ạ. Đi lên bước một tí là đau hết cả chân đấy. Đừng đùa, anh em nào ở gần đây có xem được vlog này thì nhớ comment phía dưới nha anh em. Đây là Hotel Sapa anh em ạ. Có mấy hình nhóc chạy xe này, xe gì không biết nữa anh em ạ. Để mình vô mình test thử xem chiếc xe thì chạy như nào. Mình đây không biết chưa chạy lần nào rồi. Đây mọi người, bây giờ sẽ cho bé Quỳnh đưa mình đi chơi xe điện nha anh em. Ui rồi let's go với Quỳnh chạy nên em. Ui rồi sợ quá đi. À đây, ui rồi lượng kinh thế nhờ. Mà này có tài rất kinh gơ mọi người. Ui rồi sao dám tôi té ở đây anh em. Ui rồi chạy kìa anh em, sợ vãi. Anh em nào mà yếu tim đừng nên xem video này nha. Ui ý. Bọn mình vô xe mà đắt vãi anh em à. Một chiếc tận 50k, một chiếc kia tận 100k. Ui rồi gom ba chiếc lại hết bà nó 400.000 rồi anh em à. Đây anh em ơi, wow. Đấy mình chạy với Quỳnh chạy trước rồi. Ok nhá, mình thấy một chiếc mà gọi là chiếc xe đôi ấy, nó cool te hơn anh em à. Cái xe này mình chạy nó nếu có điện anh em ơi, bay bà được dép rồi. Lại nha anh em, đây thử lại cho anh em xem nha. Lại này, nhìn tôi chạy này học hỏi kinh nghiệm nhá. Từ từ. Kìa coi bà bé Quỳnh bà chạy nè anh em. Nhìn bà chạy cool te kìa chưa. Ui rồi, tốc độ ghê. Ui đâm bây giờ. Đấy lượng ghê anh em. Rồi, nhìn cute thế nhờ. Để mình chạy test thử xem cute. Ui dồi, thằng quan con với Khánh Linh chạy kìa anh em. Chạy khổ đấy, khét đấy. Chết đấy. Bé Quỳnh chạy xa quá rồi, chạy bỏ mình một đoạn xa ghê luôn á mọi người. Đây nhá, xem Phước Lộc chạy nè anh em. Chịu hiện một lần duy nhất thôi nhá. Đây anh em. Đó, đăng cấp chưa? Đánh cấp ngay. Ui là trời đông ghê mọi người. Lần đầu tiên mình đi qua Sapa mà mình chơi những cái trò mà nó vui vui như này, đông người như này luôn á. Nhưng mà chơi thì chơi, cũng tối rồi, bọn mình sẽ đi ăn tối nha mọi người. Mời mọi người ăn tối nha, nhưng mà chưa có đồ ăn anh em ơi. Nhìn đây này vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ. Đây bé Quỳnh đây mọi người, đang edit clip hay sao ấy. Hello mọi người nghe coi. Đấy mọi người, chào xong rồi thì bây giờ nhá. Mình phải chờ quan con với chị Khánh Linh đi kêu đồ ăn cái đã. Không biết ăn gì hôm nay nữa. Mắt mình đỏ hết rồi này. Sao không biết mình đỏ hết nhỉ? Thì mình sẽ quay mình ăn ở Sapa. Mọc lông nha mọi người. Mình sẽ cho quan con. Anh em thấy này em trai bé Quỳnh ép nha mọi người. Rất là đẹp trai. Bên đâu đâu. Trai đây là bên kia không biết là gì hết á. Bọn này phát. Thấy miếng bánh anh. Thấy bạn. Nên ăn gì? Hay ăn lẩu gà. Lẩu cẩm. Không có hải sản à? Không. Đi lên núi để ăn hải sản. Thì lưng núi hải sản. Tối vả cho cái. Gà ghít anh nhà cầm chó. Mình phát cầm chó ghít bọn này bắt chước làm heo. Chịu ấy. Mình cũng phát cầm chó. Đầu hôn cái nào? Đưa hôn. Ôi giời ơi. Anh em tôi. Mình có trải nghiệm gì khi mới đi ngày đầu? Nói chung là những trải nghiệm rất là thú vị và rất là thiết thực luôn. Đặc biệt là những đồ ăn thức uống ở trên này và những khu vui chơi trên này có phải khá là biết. Mình có để rồi đi ăn. Giờ mình sẽ ăn cái này. Bây giờ mình sẽ ăn
quán này không biết là cái gì. Hai tô chỉ chăm chiếu quá. Nhiều ảnh đẹp ghê. Thấy mười mì sức ga lò, nhiều tấm ảnh siêu xịn sò. Anh em cùng chờ đợi nha. Hello mọi người nha, bây giờ mọi người mình chuẩn bị ăn nha. Hành VT này. Ok. Review nào? Chưa mua đồ ăn, chưa làm. Bỏ vào thức ăn đồ vào. Ủa bảo nào bảo không có hải sản mà ấy kìa 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 kìa. Giờ bỏ đi trước đây nghe. Bỏ đó đó. Bỏ này đó. Chứ là trước ăn tôm trước ăn. Tôm màu chín lắm. Cái nè anh em bỏ đi tôi đi. Bên đây cơm chó suốt ngày. Gà xuống trước em. Vợ mình chăm chỉ chưa? Đây nước ảnh, nước ảnh. Vẫn là những cái chiếc view cũ nhưng mà đây hai cái bạn này đang làm gì đây? Bỏ gà xuống để làm gì? Đâu biểu diễn lên nào? Nè bận mất tiêu luôn nè. Trời ơi con gà. Nuốt luôn. Lấy đũa chuyển ra cho nó xuống thế nào. Ừ. Cho gao vào. Ăn đi, ăn đi, đói lắm rồi. Đây là bãi chiến trường khi tôi vứt gao lung tung vào với anh em. Đấy, anh đi này rất là chăm chú cho gao vào nào. Bây giờ mỗi ông mình xin chai được review thôi. Review trước con tôm thì vừa mới tái chín xong anh em ơi. Bây giờ review khác. Cảm giác, cảm nhận. Ngon đâu. Rất là ngon, rất là ngọt luôn anh em ơi. Cơm chó ngon không? Cơm chó ngon không? Cơm chó ngon nè. Ok, rồi anh em ơi, khai vị thôi. Cái bánh mình vẫn còn trống không nhá. Mời tất cả mọi người ăn nhá. Đây là lúc bọn mình đi ăn xong nhá, rồi đi cháy phố, đi phượt một tí anh em ơi. Trời ơi, trời anh này nó cầm kiếm anh em ơi, sợ quá, sợ quá. Ngồi đây nhá. Anh em à. Mời trên nhá. Ai chạy phố đi bên mình nha. Kiểu nó nóng mày đâu. Nào, mày tắt kiếm chạy phố mày đi, tao quay cái chỗ này tí. Ê Huỳnh. Rồi. Không tắt được. Bọn mình đi ăn xong thì ăn được chỉ có một món thôi anh em ơi. Chỉ là ăn được món lẩu thôi mọi người. Chả biết ăn gì thêm ấy. Chỉ ăn được bao nhiêu ấy thôi. Thì bọn mình sẽ đi chụp ảnh cái thứ nhá. Thì ở Sapa này mọi người chụp ảnh ở đâu thì cũng đẹp hết đó mọi người. Không cần phải kiếm nhiều chỗ đâu. Thật là chụp ảnh ở đâu cũng đẹp luôn ấy. Nhưng mà đặc biệt á là đi cùng nhiều nó lại đẹp hơn nhá mọi người. Chụp ảnh thì có nhiều nó mới đẹp, chụp một mình nó buồn lắm mấy anh em ơi. Tôi đang nói thật lòng đấy chứ tôi không có đang khịa mấy người đâu. Mấy người mình xem được video mấy người bảo tôi khịa thì con đấy. Chắc là không giòn đâu. Đôi tôi nói thật lòng đấy mọi người, nhớ like cho tôi nhá. Kêu like từ nãy giờ, nhớ đăng ký kênh nữa đấy nha. Không like không đăng ký kênh là không ra video đâu đấy. Đây đây nhiều nơi đẹp lắm đây mà. Đây là Sapa nhá. Ôi trời bánh còn mây kìa. Lên Sapa mùa này tuy đẹp thật nhưng mà vẫn còn lạnh đó mọi người. Vẫn lạnh lạnh như bình thường ấy. Kiểu như bây giờ mọi người đi ra đường nhá, mọi người mà không có một cái gì, một cái áo nào mà là lạnh kinh khủng luôn đấy. Thôi mà giờ trời lạnh á, tôi có nhiều không là chắc là cũng một chục cái áo cũng lạnh như thường ấy mọi người. Ở trên kìa có quần con nó còn mặt cáo đấy chứ tôi thì bó tay. Và đây bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh xe với cả những cái buổi ban đêm ở Sapa sẽ như thế nào nhá. Ở đây và mình sẽ chạy đến khu chợ đêm nhé mọi người.
thấy mọi người thấy khu chợ đêm vào ban đêm với cả những cái người dân ở đây nữa này, người ta đi rất là nhiều nhá, kể cả người nước ngoài nữa nhá, không phải riêng người Việt Nam mình đâu. Trời là trời, cu te xỉu luôn á, đang làm cái trò khùng điên gì đây, ôi rồi ôi. Ok anh em ơi, thì bọn mình đi chơi về đến cái khách sạn của mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ có những cái trò tròn vui vui á mọi người, để cho đỡ không khí đến dẹp tí mọi người. Bây giờ mình sẽ cho VT vào trong cái tủ này nha mọi người, để mình dọa quen con mọi người ơi. Mình chờ cho này thực hiện cho mọi người vui cười nhé. Đã là 11 giờ rồi và hôm nay là ngày thôi đi cơm người nói không cần nữa. Bước ngang ngày mới là chuẩn bị qua tháng 7 rồi anh em. Rồi nên là anh em mình đang hẹn của anh con và Khánh Linh qua kể chuyện ma nhá. Thì bây giờ tụi mình có một cái trò cho rất là đặc biệt trong cái việc này. Nhanh mình sẽ chơi quả đi. Yep. Nhanh quá kìa. Lấy cá. Cuối cùng cũng đã cho thành công nhưng mà mình cho nó thất bại rồi mọi người. Ngày thứ hai của bọn mình ở Sapa nhé mọi người. Thì bọn mình sẽ chọn địa điểm là Phan Xi Păng nhá. Rồi mình sẽ chinh phục đỉnh núi Phan Xi Păng nhé mọi người. Mọi người nhớ xem hết clip này nhá. Thì mấy quỳnh cu xe chưa đổi nón nón gì nhỉ? Cao bồi anh em ạ. Và sau có Vinh này, ở đây là một cái cặp con chó kẹo đi. Cao bồi. Nhưng mà con cao bồi có gì nữa chỉ là đặc trưng. Nhà hàng rất đẹp. Ok nhá, bọn mình một tí nữa ra festival mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Bọn mình quay cảnh đẹp đấy nhá, cảnh này nhìn nó rất là đẹp luôn á. Mọi người có thể hiểu là quyết định đi xe nhá. Lên như nào mọi người chưa đi thì mọi người xem cái video này để biết nhá. Mình đang khống đó mọi người. Hàng chị Châu đây nè. Ôi giời ơi, phong cảnh đẹp ghê. Đi cáp treo lên đỉnh núi Phan Xi Păng nha. Hiện tại thì tụi mình vừa mới ăn sáng các thứ xong, mình đang đi xe điện trên cái hành trình đi. Với phong cảnh thì rất là đẹp tuyệt vời luôn. Và có thể nói đây đúng là gọi là phong cảnh tuyệt vời. Gì nhờ, không mình quên mất tiêu rồi. Thôi ông im mồm đi. Bây giờ mình sẽ lên lên đỉnh núi Phan Xi Păng bằng cáp treo anh em nha. Thì bây giờ là anh em nhớ là xem tụi mình đi lên nha. Ok. Let's go. Thử thách 24 giờ. Đi Sa Pa. Let's go. Cho nó lẻ tốc độ mọi người. Thì giá vé là một người là 750k nhá. Thì anh em đi xe điện thêm 50k nữa là 800k. Mọi người có thể lên được Phan Xi Păng rồi. Đây là nè. Mình sẽ review cho anh em chiếc vé thần kỳ nha. Chiếc vé thần kỳ là cái gì ba? Có thời hạn là ngày 28 tháng 7 nè, lưu ý là chỉ sử dụng trong ngày thôi. 29 tháng 7 luôn. Hôm nay 28 rồi. Ừ 28 thôi, okay. Nay ngày 28 anh em ơi. Nói chung chiếc vé này mà rơi thì anh em mình cũng sẽ ở trên đó luôn nha. Mình sẽ làm thử thách trên đó luôn. Bản tất cát thì gần hôm trước. Bản tất cát là chiếc đường dưới này. Bây giờ mình đang lên. Thế là không phải là cùng đường hả? Không, nó không là cháu cùng đường đâu. Quay rất là đẹp luôn nha. Đó, thấy chưa? Wow. Phong cảnh rất là đẹp, tụi mình đang bắt đầu hành trình lên núi nha. Đó, bây giờ là mình sẽ cần quay phim lại những cái vé này, không là tụi mình sẽ dính ở đây luôn nha.
Đây quay đi từng vé. Quay đi. Một vé. Để vé ra. Hai vé nhá. Ba vé. Nha. Quay gì ông nội tôi mà quay được. Nó quay vài kìa. Năm vé. Sáu vé nha. Ok vậy đi. Ê, tôi có nên mua cái nón màu đen để tôi chèn luôn, tôi làm rồi. Mẹ cho thử giày nhờ đôi giày này ở đây sang chảnh. Sorry thôi. Đi ra cắt theo ở đường nào đấy hả mẹ? Hai cậu này đeo cái nón này dễ thương thế. Mình mua mẹ cái nón này lên. có vẻ là ngầu đấy. Có vẻ là hợp đấy. Được không? Dạ, tí nữa bọn cháu mua cho cháu loại vòng vòng rồi. Từ từ Bảo ơi. Idol Sentino. Có đấy, nhạc vì bản quyền đấy. Đánh bảy gậy. Ui. Có ngon. Ok à, có ngon nữa à, mẹ ghê. Mẹ ghê, tiểu bảo phải sổ. Thôi đi cha. Ngắm ảnh. Hả? Ok. Anh Vinh, đi theo đây. Ok mọi người, bây giờ hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn tiếp tục các bạn đi lên cắt tia. Tại mình đang đi qua chợ thôi. Đâu ở cắt tia đâu nhỉ? Cái chợ này biết bọn mình đang chuẩn bị lên cáp treo nha anh em, hiểu biết đường nào đi lên cáp treo luôn. Bọn mình đi cứ đi thẳng thấy người ta đi đâu mình đi đó mọi người. Đây ở dưới này nhà đẹp ghê mọi người. Đấy mọi người, mình chuẩn bị qua bên đấy để có vào cổng vé đây. Ở dưới là cái gì đó, cái vườn gì nhìn đẹp thấy nhở, xịn vãi đây. Cái này trên phim mình xem rồi mà. Thì bọn mình đã lên được cáp treo nha mọi người. Ok. Hello xin chào mọi người nha. Đây là cao bồi của anh con. Được cái đó mình chính là cao bồi của anh con nha. Còn đây là xin chào. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời ghê. Không sợ độ cao chỉ sợ. Cảm nhận của anh khi mới đi về vòng. Cảm nhận của anh mới đi về vòng. Nói chung là cái cảm nhận của VFT khi đến đây thì nói chung là nó cũng bình thường ấy. Có những cái pha
rất là đứng tim ra ngoài, nhưng mà nó cũng không quá đáng cũng như là tàu được siêu tốc nhé. Chúng ta chuẩn bị đi xuống rồi để sẽ ghép cái con khỉ nằm đây cho con khỉ đu dây đi xuống. Nói chung là cảm giác rất là tuyệt vời anh em nha. Nhớ vừa không cảm nhận được. Còn này phát được chốn rồi mày. Chốn mặt rồi. Bọn mình đang đi cáp treo ngang mây luôn mọi người. Đây là lúc hồi hộp nhất anh em ạ. Đi ngang cáp treo mây lần đầu tiên tôi được ngang mây cái mây luôn anh em. Toàn nó trắng tinh luôn mọi người. Cáp treo gì đâu mà đi sợ quá à. Toàn đi nghe mấy cái mây khói khói trắng trắng nhìn sợ hãi quá. Đây mình đang trên độ cao mấy ngàn mét rồi đấy mọi người à. Nhìn sợ chưa. Thằng nào mà hấp tịnh đưa lên đây gần nha. Thằng nào hấp tịnh đưa lên đây gần nha. Ôi trời ơi, mặt tôi đang rất là vui khi được đi sắp tới đến nơi mà mình sắp đặt chân đến hình đỉnh Phan Xi Păng nhé mọi người. Đây hai ông bà này đang ngồi. Ôi chào các em nha. Bây giờ kiểu như sắp đến nơi rồi, nhìn cảnh rất đẹp thật mọi người. Nhìn mê luôn đấy. Ở trên đây chụp ảnh rất là nhiều cái để chụp luôn mọi người, chụp 1000 kiểu ảnh không hết. Lên trên đây nó bắt đầu lạnh quá mọi người, chụp tấm ảnh mà cũng khó đâu mọi người, lạnh vãi. Đây chỉ có nhiều thôi anh em mà chứ nó lạnh kinh khủng nhưng mà đẹp thật. Hay mọi người quay cho mọi người xem cái cảnh dưới đây nhá, đẹp kinh khủng luôn anh. Múc điện thoại xuống luôn. Múc điện thoại xuống. Quá đẹp, tuyệt vời. Thì bọn mình chỉ quay đến đây thôi, chứ đi lên trên kia mà cầm quay nhiều quá thì cũng hơi mệt đấy mọi người. Mọi người chỉ chụp ảnh với cả quay vài video top top cho mọi người xem, nhớ lên follow top top thôi nhá. Về thì về chứ không quên John đó mọi người. Đây là về đến khách sạn rồi nhưng mà vẫn không quên là đi John VT anh em. VT lúc nào cũng ngồi chịu cay đắng khi bị mình John đó mọi người. Tán cười nó ra anh em ạ. Đây, nhìn thằng bé tay này anh em ở trong kia. Điện cắt ra rồi. Bé tay đang tắm bây giờ. Bây giờ mình sẽ chôn bé tay nha. Chôn trong quần đóng. Cái này mà có cái gì húi húi bỏ vô trong nữa chứ tôi ở trong tới chiều. Để tay anh em để tôi đặt camera nhanh lên. Cái này để luôn ba. Để đó đi tại con. Ok, hôm nay quy chương rồi. Cái huy chương kia chống lại biết tệ. Kiếm nè, kiếm nè. Đeo rồi chứ. Rồi, bỏ kiếm rồi nè. Mất kiếm bỏ. Đừng có sẵn đều quá ai. Đừng có đeo quá. Đừng có đeo quá.
Đi ba. Anh Điên bị nhốt ở trong đây. Hồ ghê, bị cha tấn công. Anh Điên nhớ Nghiêu đây, nằm đây này. Ok, bye em nha. Cảm giác anh như nào? Bị đấm anh em ơi. Chả biết bông gì vậy. Chào VT. Chào tất cả anh em trên kênh của Phước Lộc nha. Thì hôm nay mình sẽ hóa thân cosplay thành trưởng làng để dẫn các con của mình đi tham quan ở khu vực này xem coi có những gì nha. Dẫn các ông cháu đi tham quan. Các ông cháu này thì lên ông cụ nội mình rồi. Đây là ông này là cụ nội rồi. Ông cụ bói toán ở khu vực này. Thì hiện tại bọn mình đã đi tới chỗ nào ta? Thăng Gia Làng. Thì bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi chụp ảnh với cả làm thêm những vlog cho người xem. Ok, đây mọi người thấy cảnh này. Quay một cảnh cho mọi người xem. Ui, nhìn đẹp phết nè mà. Đây có hai cô gái thơ mộng ngồi bên đống lửa. Lão đi. Sao vậy? Đi ba. Từ đây mình đi lại đây. Mình chơm. Đây là cô gái thơ mộng nha anh em, mình mới bắt cóc được. Thơ mộng. Cô gái thơ mộng ngồi bên đống lửa. Quay làm khuôn. Ừ, đấy. Đấy, quay đây nè. Ok chưa? Ok anh em ơi. Thì mình đã đi chụp ảnh xong cái thứ rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay một chút một cảnh này nha. Đây thằng quan con, máy nó bị đơ rồi. Hy vọng nó sẽ mở lên nguồn không là nó đéo quay được clip đâu. Đây anh Vinh có muốn nói điều gì không nhờ? Có muốn nói là đi chơi khá là vui. Chuẩn bị anh hơi đọc tên kênh YouTube của anh là gì nhờ? Kênh YouTube của mình là VT Dubai. Các bạn nhớ là Hòa nha. Okay, không VT thôi là ra rồi. Ok anh em nhớ ghi VT sang đăng ký kênh sang cho VT nha. Hồi này quan con nhiêu nghìn sub rồi? Mình 95.000 sub mọi người. Ok mọi người nhớ qua đăng ký kênh cho Quan lên 100 cái sub lên được bạn nha. Có nút bạc ăn mừng có heo quay. Ok nha anh em nhớ qua đăng ký hai kênh YouTube này nha. Còn bây giờ thì đi vào mình sẽ đi sang thăng nước ở rồi. Ở đâu nhở? Ở đâu mình cũng không biết nữa, mình còn nghĩ là được bên này. Mình bây giờ đi chụp hình trung tâm quay cho anh em xem. Ôi, tắm được không ạ? À? Xem cô cá suối không? Nhưng mà anh em sẽ bắt. Lỡ cô cá sấu như mày chết. Ok, giờ bọn mình đi nha anh em. Ok, let's go, nắng quá đẹp ơi. Bà nội bà hơi mong nè, phải chụp ảnh quại trời. Nắng chết bà rồi. Ơ, cái nhà gỗ là nhà gì nhờ? Vinh. Quay, nhà gỗ nhà gì ạ? Nhà sàn ạ. Ừ. Ở trên đấy còn nữa kìa. Ở trên đấy còn nữa kìa. Ồ, cao quá. Trên đấy đỉnh cho con đi cha. Đỉnh. Ừ. Mãi mà người ta chuyển lên đây xây kiểu gì trời. Mấy cái nhà này là gọi nhà gì nữa nhỉ? Sống rồi thôi đi lên đây lên nhà này chơi anh em, tự nhiên dưới đây hết trơn. Lên nhà này nè. Ok. Chị đứng đây chị cho. Ừ, rằng đi vô đây. Hai bạn này đang chụp ảnh, tí mình sẽ quay lại làm quen tiếp nha. Ok.
bản làng xinh quá. Đi mình lên đây chụp ảnh đâu anh con à. Đi, em mang em đi chụp ảnh. Không à? Không à? Em ở dưới quê mới lên. Ủa bảo đâu? Nè chụp bánh này không? Hello anh em nhá, mình đang ngồi trên một cái xích đờ đu nhá anh em. Đây, đây là Tiểu Bảo official. Hello anh em nhá, hiện tại mình đã tới hai nước. Anh em thấy mình đẹp xoay không? Thì vlog của ông Bình đây là hot rồi nha mọi người. Mọi người nhớ hay thì mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ cho tôi đấy nha. Và đừng quên xem đăng ký kênh phụ cho bé Quỳnh FF để sớm đạt được 100.000 sub nha. Kênh là Trần Thế Quỳnh đấy nha mọi người. Mình có để trên màn hình nha mọi người. Nhớ qua đăng ký kênh phụ á.